Chủ đề hôm nay chúng ta nói với nhau là chia sẻ với nhau là bí mật của sự thịnh vượng số 2. Hãy đầu tư vào phát triển bản thân trước khi đầu tư vào kinh doanh. Đơn giản vậy thôi. Bí mật sự thịnh vượng số 1 là có bên trong thì nó mới xảy ra bên ngoài, thì nó mới có ở bên ngoài. Vậy thì bí mật sự thịnh vượng số 2 là đầu tư vào phát triển bản thân trước khi đầu tư vào phát triển kinh doanh. Nếu bạn làm ngược nguyên lý này, bạn sẽ mất tiền. Bạn sẽ phải làm đi làm lại. Bạn sẽ phải loay hoay. Bạn sẽ tốn kém rất nhiều nguồn lực, rất nhiều thời gian và cả tuổi trẻ của bạn nữa. Và thậm chí cho đến lúc nào bạn khá là thành công rồi, rồi nó lại quay trở về xuất phát điểm. Đó là những nguyên lý, nó là chân lý của cuộc sống này. Và nếu bạn không tuân thủ thì một thời điểm nào đó thì bạn sẽ phải chịu cái hậu quả. Bạn cứ nhìn đến xung quanh mà xem. Bạn ngẫm về cuộc đời của bạn và bạn bắt đầu nhìn đến xung quanh. Có phải đúng là nó diễn ra như vậy và xảy ra như vậy không? Những người thành công họ đang nói cho bạn biết rồi đấy. Nếu bạn đang không thực hiện một chiến lược để thành công, nếu bạn đang không thực hiện một kế hoạch để thành công thì chắc chắn rồi, bạn đang thực hiện cái kế hoạch để thất bại. Nếu bạn đang không biết chắc chắn rằng mình thực hiện kế hoạch để thành công thì chắc chắn bạn đang thực hiện kế hoạch để cuộc đời mình thất bại. Hãy ngẫm thật sâu cái câu này các bạn. Các bạn có biết mình đang làm gì mỗi ngày không? Các bạn có biết là đang làm những cái việc như vậy nhằm mục đích gì không? Và thực sự nó tạo ra điều gì không? Các bạn hãy lấy cái tờ A4 và trả lời cho tôi thật rõ, thật rõ, thật rõ. Cứ trả lời cho tôi cái câu là nhằm mục đích gì? Ví dụ các bạn đang làm bất cứ điều gì đó, các bạn hãy cứ trả lời tiếp là nhằm mục đích gì. Rồi các bạn hãy nhắm mắt lại, hãy tưởng tượng. Hãy tưởng tượng, hãy nhắm mắt lại để tưởng tượng mình làm việc đó nhằm mục đích gì. Cứ câu trả lời là bạn có thì bạn lại tiếp tục lấy câu nhằm mục đích gì hỏi đúng cái câu bạn vừa trả lời đó. Bạn sẽ biết được cái mục đích sâu xa của bạn mà bạn chưa từng biết bao giờ cả. Bạn sẽ thấy cái sự mâu thuẫn của bạn khi mà bạn đang làm mà bạn chẳng biết là mình đang làm vì cái việc gì. Vũ trụ này nhiều điều hay thế đấy các bạn. Và nếu như chúng ta không hiểu được nó, không hiểu được những nguyên lý, không hiểu được những quy luật, thì chúng ta cứ đang ngụp lặn, ngụp lặn, ngụp lặn và cảm thấy cuộc sống cực kỳ bí bách khó khăn ở cái tầng dưới. Bao nhiêu bạn ở đây, hãy nói cho tôi biết nào các bạn. Bao nhiêu bạn ở đây sẵn sàng từ ngày mai mình thay đổi cái tư duy rằng ồ, dù bạn có đang kinh doanh, dù bạn đang rất là bận hay là thế nào đi chăng nữa, thì ngay sau cái buổi này bạn bắt đầu phải thay đổi tư duy rằng ồ, mình phải thôi gạt hết để bắt đầu đầu tư vào phát triển bản thân. Đầu tư vào phát triển bản thân. Vậy thì đầu tư vào phát triển bản thân là đầu tư vào cái gì? Từ trái tim tôi nói với các bạn rằng chỉ có duy nhất khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy thì mới giúp các bạn hiểu thấu được mình, mới giúp các bạn phát triển được bản thân mình. Còn ngoài ra, các kiến thức khác cần, nhưng nó là ngọn. Nó là ngọn. Còn nếu các bạn còn đi tìm kiếm cái thứ ngọn đấy mà các bạn đắp điếm vào mình, đầu tư vào mình, đương nhiên nó cũng tạo ra một cái kết quả nhất định nào đó. Thế nhưng rồi, nó lại trôi tuột đi mất và các bạn lại phung phí mất cái điều đó. Chỉ khi nào các bạn bắt đầu là gì? Sở hữu được cái khoa học NLP ấy, cái khoa học nền móng, nền tảng của các bạn ấy, thì các bạn bắt đầu mới hiểu được bản thân mình. Các bạn bắt đầu mới hiểu được chính bản thân mình. Vì sao mình lại sinh ra như thế này và mình trở thành cái con người như thế này? Và vì sao những người khác xung quanh họ lại trở thành con người như vậy? Và mỗi con người như vậy họ thể hiện một cái cá tính, một cái nhu cầu, một cái phong cách, một cái cá tính, một cái thái độ, một cái ngôn ngữ, một cái ứng xử. Và bạn phải hiểu thấu cái điều đó
thì bạn có thể điều phối được cuộc đời của các bạn. Thế cái thứ đó gọi là bên trong phải có thì bạn mới hiểu được mọi thứ ở bên ngoài. Vậy thì bạn phải đầu tư những cái kỹ năng, kỹ thuật, những cái hiểu biết đấy vào bản thân mình. Thì bạn mới bắt đầu là bắt đầu biết điều chỉnh, kiểm soát, điều phối lại cuộc sống bên ngoài của bạn. Đấy, bí mật thứ hai đơn giản cho các bạn. Đầu tư vào phát triển bản thân trước khi đầu tư vào kinh doanh.